cộng 7 cộng 8 trừ 5 cộng 8 bằng. Kết quả chính xác của chúng tôi là 80. Và đây là phép tính đầu tiên mà chúng tôi thấy không có thí sinh nào có kết quả chính xác. Tiếp theo cho các bạn, xin mời các bạn hãy bảng. Xin mời các bạn hãy bảo chúng tôi về tổng điểm của các thí sinh. Như vậy tổng điểm của các thí sinh như sau: thí sinh Lê Bá Việt 40 điểm, thí sinh Lê Nguyễn Hiếu Anh 65 điểm, thí sinh Võ Hà Vân 55 điểm, và thí sinh Nguyễn Quốc Đạt 65 điểm. Như vậy có hai thí sinh về thứ ba, đó là thí sinh Lê Bá Việt và thí sinh Võ Hà Vân sẽ giành giải ba. Chúng tôi xin mời thí sinh Lê Nguyễn Hiếu Anh và thí sinh Nguyễn Quốc Đạt sẽ ở lại trên sân khấu để tranh nhất nhì. Xin mời thí sinh Võ Hà Vân và thí sinh Lê Bá Việt ạ. Chúng tôi sẽ mời các bạn đến với hội trường và các bạn sẽ trở lại trên sân khấu vào cuối giờ để nghe khung giờ từ khi hình ạ.